Mời mọi người chứng kiến. Lập biên bản sự việc, niêm phong tang vật. Ok sếp, em đã bảo với anh rồi. Lúc đấy là em bị sợ quá nên em chạy. Chứ em không có ý đồ gì chống đối các anh cả. Các anh cứ liên hệ với cái số điện thoại mà em đã cung cấp. Chúng tôi đã liên hệ rồi. Anh liên hệ được rồi thì anh thả em ra. Em chỉ là người đi chở thuê thôi. Các đồng chí, mang tang vật vào. Trang Lành biết rõ thùng hàng này. Ở trên xe của anh không chỉ có quần áo và mỹ phẩm, mà đây mới là thùng hàng quan trọng nhất. Đấy cũng chính là lý do khiến anh phải bỏ chạy nhằm phi tang nó. Anh cứ đùa em. Đây là anh Lê Văn Toàn, người đã chứng kiến việc chúng tôi vớt được thùng hàng này tại địa điểm mà anh đã dừng xe. Anh có thể kiểm tra niêm phong trước khi chúng tôi mở thùng hàng. Tôi không biết, tôi không quan tâm. Các anh tự dưng mang một thùng hàng vào, bắt tôi kiểm tra kiểm chứng cái gì. Tôi đã bảo rồi, xe của tôi là chỉ chở quần áo và mỹ phẩm. Tôi không biết thùng hàng này. Vậy tại sao anh lại dừng xe ở trên cầu Luồng Lão? Tối hôm trước là tôi bị ngộ độc thức ăn. Chạy xe thấy trong người nôn nao quá, dừng lại ở trên cầu Beautiful một tí. Ngay trong lúc bị truy đuổi gắt gao mà anh sẵn sàng dừng xe lại chỉ để nôn à? Vâng, thì nhu cầu đương nhiên mà. Thế không lẽ tôi lại nôn trên xe à? Các anh cứ liên hệ với số điện thoại mà tôi đã cung cấp. Nếu chủ họ xác nhận đây là hàng của họ thì các anh thả tôi ra. Còn tôi vi phạm lỗi gì ấy, thì tôi xin chịu trách nhiệm. Báo cáo anh, theo lời khai của Duy, em đã làm việc với chủ lô hàng quần áo mỹ phẩm ạ. Cô ta thừa nhận lô hàng đó là của cô ta, nhưng khẳng định không có mặt hàng nào khác ạ. Tôi đang định gọi cho anh đây. Vừa mới nhắc anh hôm trước, hôm nay đã có chuyện rồi. Tôi đang lo đấy. Lo thằng Duy sẽ khai ra tất cả. Lo công an sẽ truy ra nguồn gốc. Bây giờ không phải là lúc ngồi đấy suy với đoán. Kiểm tra lại các mắt xích đi. Nếu thằng Duy nó có khai, cũng không liên quan đến anh. Anh quên cái kho rồi à? Bảo chúng nó cứ giữ nguyên vị trí, hoạt động bình thường. Riêng cái kho, cấm đứa nào được bén mảng đến lấy hàng. Hơn 10.000 cái điện thoại, không lấy thì hàng đâu ra mà bán. Cố gắng đi. Tình hình này phải xử lý thật khôn ngoan thì mới thoát khỏi rắc rối. Tôi nhắc lại lần nữa, cấm đứa nào được bén mảng đến cái kho. Mà cái tình bán hàng bình thường, bây giờ chỉ cần trùng xuống sẽ bị nghi ngay. Cố một thời gian nữa rồi tính tiếp. Thôi nhá, có gì tôi sẽ gặp anh trực tiếp, đừng điện thoại. Để cho yên tâm, cậu câu thằng Duy ra đi. Yêu cầu anh tạm thời không rời khỏi nơi cư trú trong thời gian xác mình làm rõ. Thế đi chơi với bạn gái, đi uống rượu, đi cà phê có phải khai báo không anh? Anh cứ sinh hoạt như bình thường, nếu cần chúng tôi sẽ gọi. Cán bộ yên tâm là em sẽ không bao giờ. Tìm hiểu các mối quan hệ của Duy, đặc biệt là mối quan hệ giữa Duy và chủ của lô hàng quần áo mỹ phẩm. Vâng. Tìm hiểu xem trên địa bàn có những cửa hàng nào chuyên bán mặt hàng điện thoại di động sách tay giá rẻ. Mấy trăm con điện thoại mà sếp vừa vớt được, còn hàng hot, giá trị không nhỏ đâu. Với số lượng và chủng loại này, phải là một đầu mối phân phối lớn, không phải dạng vừa đâu.